vừa phải lấy cái tivi nữa các bạn. Không lấy là không về. Có cái tivi trong đây không? Ừ có cái tivi. Có cái tivi. Không ham nha. Ê ở ngoài không có ai hết bạn ơi. Ê ê ê bị kẹt. What the fuck. Tivi với bức tranh ok. Hai cái bức tranh bạn. Mãi yêu mãi yêu. Lấy luôn mãi yêu nhé. Được bạn. Cân nặng nó chỉ có 2 lờ bao thôi. Đóng 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 đóng. Đóng lại đóng lại. Lại đóng lại. Thôi. Tên. Ừ. Lý rồi hợp lý rồi hợp lý rồi. Dạ, nói chung thì sau cái vụ cướp đó thì giờ kỹ năng của mình lên rồi các bạn. Tẩm liên giờ mình lên 2 rồi, thanh niên xe Vinny sẽ gọi cho mình bạn. Đó là kính chắn gió các bạn, giờ chắc mình qua phá cửa sổ xe hả? Mình sẽ mua, nói chung là đi cướp cái nhà đó thì cũng được nhiều tiền nè. Tay các bạn, con tay leo núi, phá cửa sổ nhà 104 hả? Easy, easy. Lên xe, phá cửa sổ chỉ có leo lên thôi, 104. À đây, nhà này trước nhà, nhà hình như nhà kế bên các bạn. Đúng rồi, đúng không? 105, 104, 104, đây. Ui, trắng cái đường không? Trắng cái đường các bạn, trắng cái đường nó đi nữa. Cái thanh niên ghê lắm, trắng cái đường nữa, có lẽ mét không mang nữa. Chó đu bờ rào lùm chết bàm. Thôi đồ đầy đó bạn. Cửa sổ ha, phá cửa sổ xe. Mình vẫn chưa biết chủ nhà ở đâu hết bạn ơi. Nó to tát không? Được nè, là được. TV luôn, lùm luôn. Đi ly với qua là về quẩy được rồi bạn. Nhà mình có rượu mà. What the fuck man. Quăng lên. Ừ. Ôi trời, hết hồn ba. Nó rất là quý giá các bạn. Trộm xe. Đúng pháo khóa nữa. Ok, xong rồi. Xong rồi, đập một lần đập. Ừ, mình sẽ vô nhà này các bạn. Để mình coi về, coi cái gợi ý. Có con khủng long đẹp không ạ? Phải đi cầu 3 đô các bạn. Đấy. Không ăn cắp được. Chứ 15 đô lụm liền. Nhóc có 15 đô cũng lụm của nó nữa. Rất là thành niên. Ui dạ. Chú nữa là mở cửa. Chơi chưa? Mở rồi. Em mình chỉ để được 2 cái thôi bạn ơi. Easy. Cái thanh niên ở dưới nhà này nè, nó ở đâu trong đây nè bạn mà mình không biết bạn. Không thấy chứ không phải là không biết. Chủ nhà gì dễ dãi. Ui, xôi hoàng A luôn bạn, ngon không? Ta giữ qua giữ. Mày vẫn còn kém cách mật, phải luyện thêm đi. Phải. Thanh niên bắt mình phải luyện thêm cái mở khóa level 3 luôn bạn. Chơi mày, tao luyện rồi đó. Ok rồi, gần như xem Messi. What? Xem Messi giờ này cũng chung là xem Messi đã chơi có một game nhưng mà đã nghỉ hưu rồi các bạn. Khóa điện mình mua được các bạn nhưng mà không có tiền. Đi chú để mình coi. Đây mình bữa mình qua một cái nhà gọi là nhà nào nhỉ? Đây, nhà Taylor, mình chưa lấy một có một bức tranh đắt tiền trong nhà thì mình còn phải mua cái khóa điện. 108 108. À cái nhà hàng Taylor bạn ơi. Nhà Taylor nhà đúng luôn. Đấy nó sẽ có hai cái dấu các bạn chơi TV trên kia các bạn. Từ thôi. Đây là mình phá cái cửa này rồi. Đấy, hai người luôn. Úi trời, ba người luôn các bạn, hai nữa bạn. Hey, what happened? Bây giờ mình phải đập hả? Ta đập được cái này các bạn. Nắp ở đâu? Chết. Ê, có cái thùng rác. Ừ, đúng rồi. Thanh niên cảnh sát này ghê lắm. Không biết mình trong đây đâu. Giờ mình mở cửa được các bạn. Chung là ok hết. Gì không? Này không có gì hết, ta đi lên được cái tầng đó nha. Thấy đèn không? Lụm liếc. Mình đi lên, có bức tranh bạn. Lên. Vô cái phòng tắm. Ai vô phòng tắm đó nha. Mình vẫn không biết cái cầu thang nó ở đâu bạn. Bullshit. Hello. Ui. Cầu thang bạn. Cầu thang trên đây. Cái thanh niên cứ nhìn mình mà chờ đi đâu nè. Ở biệt ư, làm sao nó đánh lừa nó đây ta. Đấy, đây. Hàng thứ ba thì mình đúng. Oh shit, I'm sorry. TV đâu? Oh shit. Mình cần cái phá khóa điện bạn. À, có cái chèo này lên được. Bật xe lên lẹ. Giờ mình phải kiếm đồ, kiếm tiền, mua cái phá khóa điện. Mày có thể lừa được tao chứ hả? Chạy liền. Tối. Nope. Mày tối. Đây là những công việc mà mình có thể làm nữa các bạn ơi. Phá vỡ bức tranh hồn. Là
Rồi mình làm đây ta. Phá vỡ ly. Món hàng của mình chết chịu. Có cái guitar 200 mấy đô luôn các bạn. Nghe ngồi. Giờ mình qua. Bây giờ mình sẽ qua cái nhà mà có xe kêu chó đu bờ rào á các bạn. Mình qua bên đó. Để phá cửa sổ nhà 104. Phá hủy cửa sổ đúng không? Cầu thu Yamaha. Trời bức tranh đây mà không lụm. Ngon. Tôi quăng ra hết đi nha các bạn. Tiền đúng không bạn? Cửa sổ đâu? Nope. Cửa sổ ở đây, cửa sổ ở đây, cửa sổ ở đây. Cửa sổ ở đây. Không biết nó phát hiện. Đấy, cảnh sát tới, cảnh sát tới. Đuổi lên. Cảnh sát đang đứng ở đâu các bạn ơi? Hình như nó đang trong nhà. Nhưng mình đáng lý nhét luôn 2-3 cái tivi luôn mà nó không chịu nhét đó các bạn. Cái bức tranh của mình đâu rồi? Mấy cái đó bạn phải qua tiệm cầm đồ để bạn bán hết được nha các bạn. Đây người ta mua nồi, mua tùm lum hết đó bạn ơi. Để mình coi cái mẹo bảo mật của cái nhà Taylor là bao nhiêu các bạn. Để mình coi coi. Một Taylor đây, cái nhà này đây. Không quen chung. Chỉ có một người trong khoảng thời gian đùm. Vậy thế là mình ngủ bạn, 11 giờ hả? Qua tới ngày mai luôn các bạn. 1 giờ đến 5 giờ chiều. Thôi ơi, tụi chứ nó chưa làm gì. Cái bức tranh nè. Phá khóa điện phá sao trời. Nó tự khóa cho mình luôn bạn. Ngon. Cực kỳ ngon đúng bạn. Tuổi liền. Nói chung là anh là phá khóa điện là bạn trong đây chắc chắn sẽ có đồ quý giá. Mình sẽ lục hết cái phòng này luôn nha các bạn. Cái bác này mình cứ nghĩ là nó không có máy tính nè. Vô lý. Nó không nhìn đâu bạn, nó không nhìn đâu. Đúng. Phải. Ô. 50 đô. Hai cái loa luôn bạn. Stop. Từ ơi. Vội vàng thế kia. Tụi mình đem được có 2 món à bạn, từ từ mình sẽ quay lại bạn ơi. Toilet nữa, thằng này đi toilet hoài vậy ta. Là mình mất rồi bạn. Cày thế nha. Theo. Bức tranh này là chắc chắn là quý. Có tivi. Mấy này xài điện thoại hư không là thế lão nha. Bực mình nha. Cái khóa điện này khá là ngon. Hợp lý vậy. 4 giờ còn. Hello. Shit. Em muốn nói chuyện nhanh á. Mà anh cứ nghi ngờ em là sao, em là người tốt. Rồi, cho em qua em cấp ấy. Ê, cái loa của mình kìa. Chơi phải cặp loa luôn chứ, sao kỳ vậy. Hãy coi là đủ 500 đô là TV rồi. Cái gì Trung Quốc nữa ba. Phải, ad luôn mày. Cái khá là dữ và cua ngầu các bạn. Chắc mình học cái thẩm định này level 2 các bạn ơi. Rồi, giờ mình phải qua mình ăn cắp cái đồ, nói chung là đồ sức bạn. Anh niên này. Không có ai. Ý, đi khoảng 3 tiếng luôn các bạn ơi. 8 giờ sáng. 1:07 đúng không? Yeah. Nói chung là giờ là không ai ở nhà hết các bạn, cứ thoải mái thôi. Giờ ăn cướp kia là tỉnh lắm, tỉnh như ruồi hơn ruồi nữa các bạn. Thấy xe chạy xe là thấy tỉnh rồi. Tốc độ đi chứ hả? Làm ăn phải tốc độ lên chứ hả? Để khóa 1 là mày sai lầm đó tao rồi con. Thấy mình chuyên nghiệp không bạn? Đâu có ai đâu đúng không? Ý, chuyên nghiệp vãi. Trời ơi, tiền à. Thì nhiều ngàn đô rồi bạn. Trời ơi, giấu chi vậy? Để tiền mà. Phòng bên đây. Đúng rồi. Shit. Holy shit man. Trời má, nó giấu cái tivi luôn kìa. Thấy không? Rồi chắc chắn là S luôn á. S. Ủa sao để đế? Vô lý. Từ từ để tao bán đồ á. Tại mày mà tao quên bán đồ á. Tháo rời trang sức tại nhà. Tháo rời trang sức là mình phải mua cái dụng cụ. Oh shit, 2K6 luôn. Để bán đồ phát. Rồi còn mình còn quay lại cái nhà kia nữa.
này, cái tuổi tuyên bố trang sức tuổi luôn, trên cái tuổi hay tính mạng hacker luôn. Ngầu ngầu nhưng mà tốn khá là nhiều tiền đó bạn. Đâu rồi? Xong rồi hả? Ngọc Liên, còn 2 điểm kỹ năng còn lại đúng không? Level 4. Hacker. Để mình đi bán vài đồ đó bạn. Khi mà có thể lượm mấy cái két sắt bạn. Fucking. Okay. Ngủ đây được nha các bạn. Ngủ đến 8 giờ sáng mai. Đủ rồi bạn ơi. Nói chung là mình trộm sạch cái nhà thằng Taylor luôn rồi. Giờ mình đủ tiền rồi. Mua cái này. Này. Úp. Là cái này. Được. Còn 200 mấy đô thôi các bạn. Vãi xịt. Ở sau đây. Tùy. Muốn hiển thị cái mũi tên để âm thanh. Ý. 66 bạn ơi. Vãi xịt. Giờ mình cứ xây ấn đè chữ D thôi các bạn. Đè chữ D rồi xây nè. Để mình thử lại lần nữa nha. Khóa khóa cái này khá là khó luôn ha. Chưa hiểu quy luật của nó nên chưa phá được rồi. À bạn phải xoay ngược lại nữa nè. Con nè từ từ ha, chỉ có 2 nút thôi bạn. Rồi. Sai rồi. Ê được bạn. Nói chung là khi nghe tiếng tanh cái là bạn xoay từ từ lại thôi nha. Đừng có nói chung là tanh cái là bạn thả cái nút đó ra liền.